Mày rảnh quá ha, chở tao ra nó học bài. Mày lại bấm hết sọt, họ tao hết sọt rồi luôn giờ. Thì mày lo học bài đi, tao chơi là quyền của tao mà. Hít chọc, mày ơi, thua luôn. Thằng này trâu hay bò, nói nó lì với ta. Đừng để nóng nha, anh bật quạt đó. Mày nói kệ chứ, tao đang chết tâm, trời ơi, chết rồi nè. Nghe mày chết trời ơi luôn. Qua đây, im cho mấy tao bài cái. Mày học là chuyện của mày chứ, chơi game là chuyện của tao. Cái thằng này. Thôi bỏ đi, kể đi, hỏi Phú qua kiểm tra giờ. Hên cho mày đó, không là nhờ cái đó, sửa đẹp từ lâu rồi. Cái gì vậy, học bài không muốn ồn ào nữa. Mày không thấy Hoài đang làm phiền mấy anh em mình học bài hả? Ủa Hoài đâu? Nãy tao thấy nó đâu mày. Hả? Gì ghê chứ mày? Mày luyện tới cảnh giới tai không nghe mắt không thấy luôn hả? Chứ sao mày? Học bài là phải luyện cho mình một cái cảm giác gọi là vô hình. Wow. Mày phải tưởng tượng xung quanh mình là một không gian vô hình. Mày hiểu chưa? Thôi, đem lặng cho tụi bay học bài á. Tụi bay làm tao chơi game phân tâm không à. Không có bắt được gì hết á. Vậy cũng ngoan hơn không? Nãy giờ tao chưa học chữ nào hết trơn. Cũng tại mày học không á. Thiệt tình. Dạo này làm gì nó đặng hứa chứ ta. Mày làm nghi ngáo. Lượt đâu mày không chảy, mày chảy cái thước hả? Hứa thì chứ ta. Không lẽ nãy giờ tao nằm kế mày mới ghẻ nó bay qua tao hả? Ủa? Bộ ghẻ ngắt cửa nhà mày cái gì suốt ngày mày nhắc tên ghẻ trước mặt tao rồi giờ? Ơ? Thằng này ngộ. Mày ghẻ tao nói ghẻ chứ không lẽ mày tao nói mày cùi. Mày nói chuyện lãng à? Sao suốt ngày Phú bắt mình học bài hoài vậy? Thì mấy em bay học giỏi qua đó nên liên lụy tới tao nè, là phải ngồi đây canh mấy em bay nè. Tụi bay đưa học đi nghe, hồi anh Phú khảo bài đứa nào không thuộc là ngồi đây nữa đó. Ủa Đặng, xin chị Đặng, chứ tôi học sắp xong rồi đó nha. Trời, biết cái đầu chứ gì mà chữ nãy giờ không vô được chữ nào hết trơn trời. Nhân chi sơ tính bổn thiện, quân gạch đáy. Cái gì vậy mày? Tao thấy quần gạch đáy tao mới nói. Rồi mấy đứa học bài xong chưa? Dạ học xong rồi. Học xong rồi hả? Rồi Đặng học xong chưa? Mém mém xong rồi anh Phú ơi. Học bài mà có dùng mém mém xong là sao hả Đặng? Là ném xuống sông á. Anh Phú. Sao? Hồi nãy giờ mấy này giỡn nè, anh khảo bài mới nói đi. Rồi cưng này giờ cưng làm gì? Nãy giờ em đọc báo. Có thiệt không đó? Trời ơi, trên báo nó nói nè, tông xe nè, dịch Covid từ lưa luôn. Với lại em tiền giao thông nữa nè anh Phú. Trời ơi, tội ông xe bị tông nát bấy luôn. Quá ha, kêu ngồi canh nãy giờ ngồi chơi game. Thì có mấy đứa này đang học ơi. Xong chưa nghe? Ngồi anh Phúc. Mệt không? Mệt. Thôi xả chết rồi nè, đứng dậy đi anh. Thôi, đi ăn nè, đi. Yeah, sắp tới chú ăn rồi. Ừ, mày nhảy tưng tưng đi, họ chó quất miệng cái mày đi luôn giờ. Giờ giao nè. Ngày vô quán gì đó. Mấy đứa ăn gì vô đây cho cô làm nè. Món thì cô làm. Cô mai chiên, chiên, cá chiên chiên, gà rán. Chiêu hết tất cả các loại. Đúng rồi, chiêu hết tất cả các loại đi. Người món hết đi. Vậy? Để con chè sữa người đi. Bánh lăng không con? Bánh lăng không? Bánh lăng đi. Rồi. Chè sữa bánh lăng. Rồi, đổ bánh lăng. Rồi, gà rán cũng lăng hết. Chưa thấy con cặn luôn. Gọi lên chế rồi. Lấy con chè bị ốp quá tải. Rồi chè bị ốp quá tải. Rồi sao mấy đứa kêu món chưa? Rồi anh Phú ơi. Kêu nhiều không? Em kêu hết cái quán luôn rồi. Trời ơi, chơi dữ hả? Anh có tiền người em cô đó. Thôi vô anh đi. Thôi chị ơi làm giúp mình gà rán nha. Ê xuống đi mày. Sao xuống mày? Phải chi bữa nào học xong cũng dẫn đi ăn sướng quá.
Mày phải ráng học võ đi mới được dẫn đi ăn nhiều lần nữa. Nấu nước lên, nấu nước lên rồi mấy đứa. Trời ơi, trời ơi. Là miếng bánh lăng coi. Nó béo. Ăn da luôn ăn không? Trời ơi, nó bước lại nó. Tụi bay xem tao biểu diễn nè. Quá ghê. Rồi, anh Thanh Long mình bác. Không chết mà. Ngày đã ăn xong kêu chị tiên chúng tao uống đã. Tao hết trà sữa à. Bữa kia uống chưa đã hả? Chưa. Ủa sao bánh lăng nghe mùi trứng như mày? Hả? Bánh lăng làm bằng trứng mà ba. Nghĩ ngáo hả? Ủa trứng vịt hay trứng gà mày? Trời ơi, mày không có biết gì chứ. Tất nhiên là trứng chim rồi. Đồ ăn tới rồi mấy đứa ơi. Ủa trời ơi. Trời ơi, gà rán nó ngon, anh Phú ơi. Sao cơ? Chắc bữa nào mình làm cái mâm gà rán siêu to khổng lồ của anh Phú. Ok, thức anh là anh sẽ làm cho đứa anh. Nhưng mà quan trọng là... Biết là gì không? Bột. Hả? Bậy. Gà chứ. Bậy luôn. Ừ. Hết không? Quan trọng là mấy đứa phải ngoan mới được ăn. Gì mà bột với gà đâu đây này. Mày ăn mà mày ngồi cái túi mất ghét rồi kìa. Ăn vậy mới ngon, không biết gì đó. Mày bận cái quần cách đáy đó, mày khép khép đi làm tao cái đi. Rồi sao ăn xong chưa? Dạ rồi. Rồi đứng dậy tính tiền về nè. Giờ là thử thách nè, cho gắn chạy xe đi tao, mày đứng dưới lộ, mày gắn